Nhiệm kỳ chủ tịch G7 được Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tận dụng để đề cao khuôn khổ diễn đàn này, gia tăng ảnh hưởng và vai trò của Nhật Bản trong chính trị thế giới, đồng thời thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản với Hàn Quốc. Ông Kishida đã mời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới dự cuộc gặp cấp cao nhóm G7 diễn ra vào cuối tuần này ở Hiroshima với tư cách là khách mời của chủ tịch đương nhiệm nhóm. Hồi tháng 3, ông Yoon là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tới thăm Nhật sau nhiều năm. Tiếp theo đó, ông Kishida trở thành Thủ tướng đầu tiên của Nhật tới thăm Hàn Quốc sau cũng rất nhiều năm. Giờ hai người lại gặp nhau. Tần suất gặp gỡ cấp cao ấy cùng với những tuyên cáo chính sách và động thái từ hai phía trong thời gian vừa qua cho thấy họ thật sự thiện chí và quyết tâm bình thường hóa trở lại quan hệ song phương. Không những thế, họ còn có cùng nhận thức là hiện tại hai bên không chỉ ở trong tình thế bắt buộc phải hòa giải với nhau và thúc đẩy quan hệ mà còn có tiền đề thuận lợi hiếm thấy về đối nội cũng như đối ngoại để có thể cùng nhau vận hành thành công tiến trình hòa giải, nhanh chóng bình thường hóa trở lại và thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác song phương. Trong bối cảnh tình hình chung như thế, ông Kishida xem ra có ý tận dụng sự kiện tới đây của khuôn khổ diễn đàn đa phương lớn ở Nhật Bản để tạo động lực mới và cú hích quyết định mới cho việc tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa Nhật Bản với Hàn Quốc. Chất keo mới gắn kết hai nước này là lợi ích chung trên nhiều lĩnh vực, quan ngại chung về Trung Quốc và Triều Tiên cũng như nhu cầu cấp thiết chung về tăng cường liên minh quân sự với Mỹ. Vì thế, chuyện tuy song phương nhưng lại được rất coi trọng ở diễn đàn đa phương. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.